Ngày 10 tháng 3 năm 2014, 28 ngày sau khi công an huyện Lấp Vò giam giữ trái pháp luật, ba người là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và bà Bùi Thị Minh Hằng. Khi họ đến gia đình của anh Nguyễn Bắc Truyển để thăm hỏi tình trạng của anh bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo. Trong ba người thì bà Bùi Thị Minh Hằng được công an xem là đối tượng gây rối và cáo buộc bà tội gây mất trật tự giao thông. Để lấy lời khai của những nhân chứng trong cùng chuyến về Lấp Vò với bà Hằng, công an đã triệu tập 5 người đến công an huyện. 5 người ấy gồm anh Phan Đức Phước, anh Nguyễn Vũ Tâm, ông Tô Văn Mảnh, chị Bùi Thị Diễm Thúy và Đỗ Thị Thùy Trang. Cả 5 người đều tố cáo với chúng tôi rằng nhân viên điều tra có hành động mớm cung và ép cung, tự tiện ghi thêm trên biên bản những điều mà nhân chứng hoàn toàn không nói tới. Thêm nữa, những điều họ chứng kiến khai ra thì nhân viên điều tra không ghi vào biên bản. Chúng tôi ghi nhận lời tố cáo của tất cả 5 người này để rộng đường dư luận. Thứ nhất, anh Phan Đức Phước cho biết. Vào sáng ngày hôm nay, thì anh đến công an huyện Lấp Vò theo như giấy triệu tập, đến gặp thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng và hỏi anh về vụ hôm ngày 11 tháng 2 năm 2014. Thì em có trả lời thì khi mà chạy với anh chạy trên một đường là hàng dọc, mỗi lần cách nhau là an toàn, có lực lượng là công an giao thông và công an xã, khoảng 5 đến 600 người mặc đồ thường phục cầm cây để chặn lại, đòi xét hành lý. Và thì những người đòi xét hành lý đó, những người mặc đồ thường phục không mang bản tên, nên chị hàng không cho kiểm tra. Thì có một anh đó tự xưng là công an và anh mặc đồ thường phục, là nói không cho thì đè giật, đập máy bỏ và đánh nó. Thì cũng chúng đè giật và giành được chị hàng, thì chị hàng la lên là chúng mày là bọn ăn cướp chứ công an gì mà cướp của dân. Thì em khai là em trình bày như thế, thì anh công an nó suy nghĩ và ảnh không biết như thế, rồi em trình bày mà ảnh đi theo cái ý của ảnh là nói là chị Hằng là người gây rối trật tự công cộng. Ảnh ghi là trong cái biên bản đó là những lời khai của em là hoàn toàn sự thật và em không khai gì thêm, và em trách nhiệm lời khai của mình trước pháp luật. Thì em ghi là nhiều chỗ là không đúng với cái lời khai của em, nên cuối cùng thì cái biên bản đó em không thích nhận ký. Người thứ hai là ông Tô Văn Mảnh, ông nói. Thì tôi nói là công an hành sự nó ra lệnh, nó quấn tới đất luôn. Còn Bùi Thị Minh Hằng đó thì là mấy anh ăn cướp thôi, là công an về quấn mà dịch về dịch đồ đó, thì tôi khai vậy đó. Nó kêu ký giấy, nói cho tôi ký giấy thì phải cho tôi 2 biên bản, nó viết 1-2 cái biên bản, tôi một cái là cán bộ một cái. Nhưng mà tôi mới đem ra cháu tôi nó coi 2 cái biên bản nó giống hay không. Tôi nói giống hay không rồi tôi mới tính, còn không nói vậy không. Người thứ ba là chị Đỗ Thị Thùy Trang. Có những cái người ở trong lùm cây hai bên đường á, ẩn nấp ở đâu sẵn á, ồ ra đánh những người đi đường túi rụi luôn, rồi giật chìa khóa xe tôi nữa. Mà trong khi đó thì công an nó bận thường phục chỉ huy cho những người bận thường phục đánh người đi đường. Mà con nói vậy thì cái ông điều tra viên ổng không có chịu ghi theo. Ổng đi theo ý ổng không à. Mục đích ổng hỏi là có đủ người tụ tập đi chung với nhau hay không. Cái quãng đường đó có bị ách tắc giao thông hay không thì con nói thì con không có biết. Họ ghi là tập đông người, rồi có một số người ở trên đường la ó, rồi có hành vi là muốn là đánh công an. Con nói là con không có thấy. Điều tra viên không có ghi theo cái lời khai của con nên con không có biết. Người thứ tư là anh Nguyễn Vũ Tâm. Cái chỗ mà nó chặn đường muốn quánh mình, nó không chịu đi cái chỗ đó. Nó hỏi bên chị Hằng không à. Thì em kêu nó là đi vô cái chỗ mà công an chặn đường quánh đập vậy á. Rồi nó hỏi công an nào quánh. Anh có thấy là bên mấy người này có quánh được công an không? Em mới hỏi nó. Có khi nào mà người dân mà quánh công an không? Anh muốn bắt người ta anh đi vài người à. Có đâu mà anh tụ tập đông người đó anh chặn lên quánh không? Chứ ai đây quánh anh đâu. Họ kêu em ký, em không ký, tại vì trong biên bản đó là không có đúng vào cái chỗ mình khai, mà họ không có ghi. Họ ghi theo cái ý họ không. Họ ghi theo một tội của cô Hằng không à. Chứ không có mà theo ý mà ai giấy mình muốn nói là trên cái đường đi là bị là công an chặn quánh đập vậy, họ không ghi. Và người thứ năm là chị Bùi Kim Phượng. Cái lúc đầu thì nó ghi cái lời khai thì giống như con nói. Nhưng mà cái lúc cuối thì nó để là ùn tắc giao thông, con không có đồng ý ký. Rồi con nói là cái lời khai này là đi không có đúng của tôi, là tôi không có đồng ý thư ký. Nó tôi không có nói là đồng tắc giao thông gì hết. Rồi nó nói cái này cái quyền lợi của chị, mà chị ký không ký thì tùy chị.
Và nói chung là nó cái câu cái này là nó chịu tập con là nó muốn ép khung cho cô hai là ghép tội cô hai thôi. Cô hai ăn á, chứ thật sự là không có cái gì mà mãi chứ. Trước những biểu hiện sai phạm pháp luật rõ ràng này, chúng tôi xin ý kiến của luật sư Trần Thu Nam, người được gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng ủy nhiệm để bảo vệ quyền lợi của bà. Luật sư Trần Thu Nam cho biết. Tôi nghĩ rằng là làm như vậy là vi phạm pháp luật. Lịch sử Việt Nam thì cấm ép cung, bấm cung và cái biên bản hỏi cung thì ngoài cái vi phạm pháp luật ra nó còn thể hiện cái âm mưu gì đó không tốt cho những cái bị cáo. Thế thì chúng tôi cũng đã lường trước được những sự việc này rồi và may mắn rằng họ không ký vào cái biên bản hỏi cung, biên bản lấy lời khai đó. Đây cũng là một cái khó khăn trong cái quá trình bào chữa cho bà Bùi Thị Minh Hằng. Nếu như mà không ký tên thì không có chứng cứ cho hồ sơ, nhưng mà ký tên thì sẽ bất lợi. Đây là một cái khó khăn mà chúng tôi đang nghĩ và chúng tôi tìm cách để giải quyết nó. Như vậy là một cái thử thách rất là lớn. Thì nói rằng pháp luật Việt Nam là có một số những hạn chế, cho nên là chúng tôi nếu mà có cái sự ép cung đối cung đó thì sẽ tiến hành tố cáo cái việc người tiến hành tố tụng trong cái vụ án này có vi phạm pháp luật lên các cơ quan cấp cao hơn để mà họ sẽ xem xét giải quyết. Khi chúng tôi tỏ ra quan ngại cho sức khỏe của cả ba người, họ đã bị giam giữ đến ngày thứ 29 nhưng vẫn tiếp tục tuyệt thực. Làm cách nào can thiệp kịp thời để không đi đến chuyện đáng tiếc xảy ra, luật sư Nam cho biết. Tôi chưa được cấp giấy chứng nhận người bảo chữa cho nên tôi chưa được vào gặp bà Hằng. Nhưng cũng chưa thể biết được bà Hằng là cái tình trạng như thế nào được. Viện Kiểm sát tối cao không thể bỏ qua những lời khai cùng một lúc của cả năm nhân chứng về sự xem thường pháp luật của nhân viên điều tra huyện Lấp Vò. Người dân huyện Lấp Vò nói riêng và cả nước cũng như quốc tế nói chung đều rất chú tâm đến vấn đề nghiêm trọng này, nhất là khi Việt Nam đã là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Khói Ba Đình hàng chiều thanh niên một lần sinh máu đem Hồ Chí Minh chém dịch ra khói Ba Đình hàng chiều người trai sao đành từ nào đem Hồ Chí Minh chết dịch ra khói Ba Đình hàng chiều sinh linh sẽ được siêu thoát đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình hàng chiều chiều dân sẽ được tái sinh khói Ba Đình hàng chiều thanh niên một lần sinh máu đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình hàng chiều người trai sao đành từ nào đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình hàng chiều sinh linh sẽ được siêu thoát đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình hàng chiều chiều dân sẽ được tái sinh khói Ba Đình hàng chiều thanh niên một lần sinh máu đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình hàng chiều người trai sao đành từ nào
đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát, đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Ta khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh bắc, đem Hồ Chí Minh chép sinh ta khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ta khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát, đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.